Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 152, học tiếng Nga cơ bản với câu chuyện ngắn Con chim sẻ của nhà văn Turgenev. Xin nhắc lại, các em đang xem video trên kênh YouTube Vui học tiếng Nga. Các em nên bấm đăng ký kênh, bật chuông để nhận bài thường xuyên. Ngoài ra, còn có trang Facebook Vui học tiếng Nga với gần 5.000 bạn theo dõi. Các em cũng nên theo dõi để tham gia giao lưu học hỏi và trao đổi các vấn đề liên quan đến tiếng Nga. Khi tham gia học thường xuyên với các bài đọc như thế này hàng ngày, thầy giáo thường sẽ truyền đạt cho các em kỹ năng học tập một bộ môn tiếng Nga, đặc biệt là đối với những em tự học, để có thể có phương pháp học hiệu quả, không tốn tiền mà có thể vẫn đạt được kết quả như mong muốn. Ví dụ như trong bài ngày hôm nay, thầy giáo sẽ hướng dẫn các em cách làm việc với từ mới và tra cứu các thông tin liên quan đến bài đọc. Ví dụ đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy ở trên đầu bài của chúng ta là Varebi. Varebi có nghĩa là con chim sẻ. Nếu như các em không biết từ này thì các em có thể tra qua google.ru thì chắc chắn nó sẽ cho cái thông tin chính xác. Nhưng không phải lúc nào google.ru nó cũng cho thông tin chính xác, cho nên chúng ta phải tham khảo thêm, kể cả ở trên trang google.ru. Và xin lỗi các em, là ví dụ như cái từ Varebi, nếu như em nào không biết thì chúng ta có thể tra ở trong trang Google Translate.ru, là tức là Google dịch, chúng ta hay nói là như vậy. Thế và nhưng không phải lúc nào mà cái Google Translate nó cũng có thể dịch đúng cho chúng ta, cho nên nhiều khi là chúng ta nên tham khảo thêm ở trong trang Google.ru hoàn toàn bằng tiếng Nga, và chúng ta có thể biết đó là gì. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tra cái từ Varebi, là cái từ mà các em tự học có thể là không có từ điển. Chúng ta mở trang google.ru và chúng ta sẽ gõ chữ Varebi, sau đó chúng ta bấm tìm kiếm, bật sang phần Karachinki là hình ảnh, thì chúng ta đã nhìn thấy những hình ảnh của con chim sẻ, đúng không ạ? Cho nên là ở đây chúng ta có thể dịch là Varebi là chú chim sẻ hay là con chim sẻ. Tiếp theo, chúng ta có tập hợp từ po i Turgenev vu. Turgenev, chúng ta biết đó là tên của một nhà văn Nga. Thế còn sự nghiệp của ông ta như thế nào có thể chúng ta chưa biết. Thế cho nên là chúng ta sẽ gõ cái chữ i chấm Turgenev vào trong google.ru để chúng ta biết đó là ai. Thế và ở đây chúng ta có được thông tin, đó là ông Ivan Sergeyevich Turgenev. Ivan Sergeyevich Turgenev đó là một nhà văn Nga. Nếu như các bạn nào khó khăn trong việc này thì chúng ta sẽ copy cái phần này, đưa sang Google Translate. Đó, ở đây chúng ta sẽ đặt nó vào phần bên này và lựa chọn đó là Ruski, tức là tiếng Nga. Và bên này chúng ta sẽ có phần dịch Ivan Sergeyevich Turgenev, nhà văn hiện thực người Nga. Chúng ta xem tập hợp nhà văn hiện thực là gì. Đấy, Ruski Pisachin Realist, đó là nhà văn hiện thực. Thế còn tiếp theo, ở phần bên đây nữa thì người ta dịch sẵn cho chúng ta rồi. Đó là nhà thơ, nhà báo, nhà viết kịch, dịch giả. Dịch giả, đây là Pirivotchik, là dịch giả. Một trong những tác phẩm kinh điển, thì cái này người ta lại dịch sai, đúng không ạ? This is a classic. Classic có nghĩa là một cái từ chỉ chung, classic có nghĩa là một học giả, kinh điển. Kinh điển hay là cổ điển, đúng không ạ? Theo truyền thống của Ruskaya Literatura thì ở đây chúng ta có thể dịch là, ở đây người ta dịch là một trong những tác phẩm kinh điển, thì trên thực tế nó phải là một trong những học giả kinh điển, tức là con người chứ không phải tác phẩm, một trong những học giả kinh điển của nền văn học Nga, người đã đóng góp đáng kể nhất cho sự phát triển của nó, tức là của nền văn học Nga trong nửa sau của thế kỷ thứ 19. Đó. Thế và ở bên đây chúng ta sẽ xem thêm là ông ta sinh ra ngày 9 tháng 11 năm 1918, vân vân, đúng không ạ? Đó. Thì vậy thì ở đây là chúng ta đã có những thông tin tối thiểu cần thiết về tác giả của cái câu chuyện mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cùng đọc và xem, cùng dịch và xem ở trong này có những từ mới nào, những tập hợp từ nào. Trước hết tôi xin nói là nhà văn Turgenev là một nhà văn người Nga sống ở trong thế kỷ thứ 19. Thế và viết cái lối viết văn của ông ta có thể có những cái từ mà đối với chúng ta là hơi khó đọc một chút. Cho nên là gặp từ khó thì chúng ta sẽ cùng nhau tra, thậm chí có nhiều từ mà ở trong từ điển
Nga Việt còn không có nghĩa là những cái từ cổ chẳng hạn. Я возвращался с охоты. Tôi trở về từ một cuộc đi săn. И шёл по аллее сада. Và đi theo một con đường mòn hay con đường nhỏ ở trong khu vườn. Trong định nghĩa аллея, аллея có nghĩa là một con đường nhưng mà hai bên có những hàng cây hoặc là những hàng hoa. Ví dụ như là bây giờ một con đường nhỏ hai bên người ta trồng hoa thì lúp xúp thôi chẳng hạn thì người ta cũng gọi là аллея. Hoặc là một con đường mà hai bên có những hàng cây vươn cao lên thì người ta cũng gọi là аллея. Nếu như cẩn thận hơn các em có thể tra cái từ аллея ở trong google.ru. Thế và khi chọn tra аллея chúng ta có được những cái hình như thế này. Đó, đây thì chúng ta hiểu đó là cái khái niệm аллея có nghĩa là con đường không đơn thuần mà hai bên nó phải có hai hàng cây. Đó thì người ta gọi là аллея. Đó, ở đây chúng ta nhìn thấy аллея. Bằng cái cách đó thì chúng ta hiểu được nghĩa của từ mới đối với chúng ta. Tôi trở về từ một cuộc đi săn và đi dọc theo con đường, một con đường nhỏ ở trong khu vườn, sạt là u vườn, khu vườn cây. Собака бежала впереди меня. Và con chó chạy phía trước tôi. Đó, đó là cái cách mô tả mà nếu nói tiếng Việt thì các em ngỡ ngàng sẽ không thể dịch được khi mà chưa biết cái cấu trúc này. Бежать впереди меня là chạy phía trước tôi, chạy phía trước mặt tôi. Chúng ta có cấu trúc đó ghi riêng ra để chúng ta nhớ nhé khi chúng ta cần nói. Вдруг она уменьшила свои шаги. Шаг là bước chân. Свои шаги là những bước chân của mình. Уменьшить có nghĩa là rút ngắn, rút ngắn lại. Уменьшить là rút ngắn lại hay là bước chậm lại. Bỗng nhiên nó chạy chậm lại. Chúng ta có thể dịch là như vậy. И начала краситься. Thế nào là краситься? Đây là một động từ mới đối với chúng ta. Краситься. Để làm được việc đó chúng ta lại gõ chữ краситься vào trong google.ru. Và chúng ta có được những hình ảnh như sau. Ví dụ anh chàng này là cũng đang краситься. Đó. Hoặc là ở đây con mèo đây, đấy là chính là nó đang краситься, tức là đang rình rập, đúng không ạ? Cái này gọi là rình rập. Như vậy là con chó của nhà văn nó bước chậm lại và nó bắt đầu nó rình rập. Как будто почувствовала перед собой дичь. Dường như là, как будто là dường như là nó cảm thấy phía trước mình, перед собой phía trước mình có một con thú hoang. Чúng ta lại gặp từ mới đó là từ дичь. Дичь. Дичь có nghĩa là một con thú hoang, có thể là một con gà hoang, con gà rừng hoặc cũng có thể đó là một con cáo, một con thỏ ở trong rừng chẳng hạn, con thỏ hoang ở trong rừng chẳng hạn thì cũng gọi là дичь. Дичь thông thường nói trong cái khái niệm của người đi săn. Chúng ta xem tiếп. Я посмотрел вперед. Tôi nhìn lên phía trước. И увидел маленькую птичку. Và nhìn thấy một con chim nhỏ. Птичка. Птица là một con chim. Và khi nói птичка có nghĩa là một con chim nhỏ. Và người ta sử dụng dạng này gọi là từ dạng từ thu nhỏ để thể hiện sự trìu mến. Маленькую птичку. Это был совсем молодой воробей. Đó là một con chim sẻ còn rất là non. Молодой ở đây chúng ta không dịch là trẻ, chúng ta là chim thì chúng ta gọi là non, đúng không ạ? Chim non. Còn rất non. Вернее, воробышек. Và chính xác là một con chim sẻ nhỏ. Воробышек. Воробышек là một chỉ cái con cái đứa con của con chim sẻ. Đấy, cho nên gọi là воробышек. Вернее, воробышек. Вечер сильно качал березы аллеи. Cơn gió đã rung lắc, качал là rung lắc những cây bạch dương của hàng cây những cái hàng cây mà mọc ở ven đường, ven cái con đường nhỏ này. Ипченец. Chúng ta lại gặp một từ là từ mới đó là ипченец. 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 Bởi vì chữ tờ sờ này đọc là chữ sờ này là xuất phát gồm có hai chữ tờ và chữ sờ đọc liền nhau, cho nên chúng ta sẽ đọc là ипченец. Упал из гнезда. Đây là từ mới гнезда, xuất phát từ từ гнездо là một danh từ giống chung có nghĩa là cái tổ chim. ипченец là con chim non, một con chim non. Đó. Như vậy là
Do là gió rung lắc những cây bạch dương ở ven đường đã làm cho con chim rơi khỏi tổ. Ở đây chúng ta gặp rất nhiều từ mới đúng không ạ? Tất cả những từ mới này là chúng ta cần phải viết ra giấy. Nếu mà đọc bài không có từ mới thì không có ý nghĩa gì cả. Cho nên nếu mà một bài đọc ở tầm độ khoảng 10-15 từ mới trở lại thì đó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta học phát triển khẩu ngữ. Học cái này cũng tương tự như việc các em học từ mới mà còn hiệu quả hơn, bởi vì sao? Chúng ta học được từ mới ở ngay trong câu. On issue như umiel letach. À, nó còn chưa biết bay. Ichipir sidel. Nepadvizhny. I bespomoshny. Chúng ta gặp hai từ mới. Nepadvizhny có nghĩa là ngồi im. Sidel là ngồi. À, nó còn chưa biết bay cho nên là bây giờ nó ngồi im, không động đậy đúng không? Nepadvizhny này là không động đậy. I bespomoshny này và hoàn toàn là bespomoshny này là người ta dường như là thiếu một cái sự giúp đỡ, nhưng trên thực tế chúng ta có thể dịch là hoàn toàn bất lực. Bất lực tức là gì? Nó không thể làm được cái gì cả. Bespomoshny này là hoàn toàn bất lực. Chúng ta đọc tiếp. Maya sabaka medlenno приближалась к воробышку. À, động từ приближаться đó là đi đến gần. Моя собака медленно приближалась là con chó của tôi là chậm rãi đi đến gần con chim sẻ. Но вдруг сверху và bỗng nhiên từ phía bên trên, từ phía trên вдруг сверху có nghĩa là từ phía trên sẽ có một cái gì đó rơi xuống, gọi là сверху. С дерева là từ trên cây. Камнем упал перед собакой. À, камнем упал перед собакой. À, phía trước con chó, черногрудный большой воробей. À, đây là tập hợp từ mô tả con một con chim sẻ. À, có thể là con chim sẻ bố, con chim sẻ mẹ. Воробей là черногрудный là một con chim sẻ to và có ngực màu đen. Chirna grut này, grut là ngực và chirna chua xuất phát từ chua này là đen. Ghép hai từ với nhau, chirna grut này là con chim sẻ to có ngực màu đen. À, rơi xuống, upa là rơi, nhưng mà rơi như thế nào? Cam nhiệm, rơi như một hòn đá. Cam nhiệm. À, chúng ta nhìn thấy đây là một danh từ ở cách năm. Cam nhiệm là hòn đá và chuyển sang cách năm là cam nhiệm. Nếu mà nói upach cam nhiệm có nghĩa là rơi xuống như một hòn đá. Перед собакой, có một con chim sẻ to, ngực màu đen rơi xuống như một hòn đá trước trước mặt con chó. Vis взъерошенный có nghĩa là con chim nó xù lông lên. Он с отчаянным писком, nó cùng với cái tiếng pisk, pisk là tiếng kêu của con chim pisk. Отчаянным là đầy thất vọng, отчаянным là đầy thất vọng. Он с отчаянным писком прыгнул два раза вперед, nó cùng với cái tiếng kêu đầy thất vọng nhảy hai lần lên phía trước. Навстречу огромной собаке, về phía con chó to. Он хотел спасти, nó muốn cứu, заслонить собой своего маленького птенца, và muốn cứu và lấy thân mình, xe bồi là lấy thân mình che cho con đứa con nhỏ của mình, lấy thân mình che cho đứa con nhỏ của mình. Все его тело дрожало от страха. Toàn thể cái cơ thể nó run lên vì sợ hãi. Дрожать là run lên. Run lên. Голосок охрип. Голосок là cái tiếng kêu nhỏ của nó. Охрип là đã khàn cả đi. Охрип. Xuất phát từ động từ охрипнуть. Ở đây chúng ta nhìn thấy là cái chia của nó. Akhripnut là động từ thể hoàn thành. Akhripnu, akhripnis. Và ở trong bài chúng ta nhìn thấy cái dạng thức thời quá khứ. Akhrip, on akhrip. M là mushkoi rod. Akhrip, j là jensky rod. Là giống cái akhripla và số nhiều là akhripli. Akhripli. Đó, khi gặp một cái từ mới là chúng ta cần phải biết cách chia. Cái trang này là trang udarenieru.ru, thầy giáo đã nhiều lần giới thiệu cho các em biết rồi. À, như vậy là galaso akrip có nghĩa là cái giọng của nó đã khàn đi. Каким огромным чудовищем должна была казаться ему собака? À, chúng ta gặp tập hợp từ
Nếu như các em đọc thì các em sẽ hơi khó hiểu đúng không ạ? Mà chúng ta phải đọc lần lượt như thế này. Etasabaka dazhna byla kazatsya. Etasabaka dazhna byla kazatsya yemu. À, cái con chó này đối với nó dường như là chudovishe, là một con thú, con quái thú. Agromny là một quái thú to lớn. Kakim, ở đây là kakim, chúng ta nhìn thấy đây là dấu chấm phẩy, có nghĩa là một câu cảm thán, có nghĩa là cái con chó này đối với nó dường như là một con quái thú to lớn như thế nào. Đó, cái dạng câu viết của người ta nó là như thế. Có nghĩa là cái con chim sẻ nó tưởng tượng rằng là cái con chó này nó phải là một con quái thú to lớn đến mức độ như thế nào. No on jertvoval soboy, nhưng mà nó hy sinh thân mình. Он не мог сидеть на своей высокой безопасной ветке. Nó không thể ngồi ở trên cái cành cây cao mà không có một cái sự nguy hiểm nào. Какая-то непонятная сила, có một cái sức mạnh khó hiểu nào đó. Непонятная сила có nghĩa là một cái sức mạnh khó hiểu. Заставила его броситься вниз, có một cái sức mạnh khó hiểu nào đó mà đã bắt buộc. Заставит là bắt buộc. Заставит его броситься. Броситься là ném xuống hay là lao xuống. Có một cái sức mạnh khó hiểu nào đó đã bắt buộc nó phải lao đầu xuống dưới. Chúng ta dịch như vậy. Моя собака остановилась. Con chó của tôi đã dừng lại. Наверное, и она почувствовала эту силу. Và dường như nó cảm thấy cái sức mạnh đó. Я позвал собаку и ушел. Tôi gọi con chó và rời đi. Благоговея. Благоговея. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái dạng này gọi là dạng trạng động từ. Trạng động từ. Благоговеть. Nếu như các em học đến hết quyển 2, hết quyển 3 thì các em sẽ hiểu thế nào là trạng động từ. Còn các em học quyển 2 thì cũng chưa có cái dạng thức này của động từ. Trạng động từ là một cái dạng trạng từ được cấu tạo từ động từ mà thể hiện cái trạng thái của hành động. Ở đây động từ blagoveć có nghĩa là tôn trọng, tôn kính ở trong tiếng Việt, nhưng đây là một dạng từ cổ. Thông thường chúng ta hiện nay chúng ta dùng là từ uvažať. Uvažať là tôn trọng. Thế còn blagoveć có nghĩa là tôn trọng nhưng mà với một cái trạng thái gọi là tâm hồn rất là cao thượng, có nghĩa là rất là tôn kính, tôn kính, tôn trọng cái hành động của con chim sẻ. Я позвал собаку и ушел благоговея. Tôi gọi con chó và rời đi với cả một sự tôn kính. Да не смейтесь, và đừng có cười tôi. Я благоговел перед этой маленькой героической птицей. Tôi đã tỏ lòng tôn kính trước một con chim sẻ dũng cảm đó. Любов, думал я, tình yêu, tôi nghĩ, сильнее смерти, đã mạnh hơn cả cái chết. И страха смерти, mạnh hơn cả cái nỗi sợ cái chết. Только ею, chỉ có bằng tình yêu, ею đây là bằng tình yêu, chỉ có bằng tình yêu. Đấy chúng ta, ею có nghĩa là nó, chỉ có bằng nó, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta sẽ dịch là chỉ có bằng tình yêu và chỉ có tình yêu mới, cuộc sống mới có thể tồn tại và phát triển. Движется. Движется có nghĩa là chuyển động, đúng không? Движется là giữ được ở mức trạng thái cân bằng, đúng không? Chúng ta sẽ dịch là chỉ có bằng tình yêu thì cuộc sống mới có thể tồn tại và phát triển. Thế như vậy ở đây những cái câu chuyện của nhà văn Turgenev thông thường nó mang một cái ý nghĩa về triết lý, cho nên là bao giờ ở cuối ông ta cũng có một cái câu kết luận nào đó. Những cái câu này, những cái câu chuyện nhỏ này thông thường thì hàng ngày như này chúng ta thường gặp ở trong Facebook. Khi mà chúng ta mở Facebook ra thì nó hỏi là bạn đang nghĩ gì. Đây chính là những cái gọi là status, hay là tiếng Nga gọi là status, tiếng Nga đọc là status, thế còn tiếng Anh thì chúng ta đọc là status, là các có nghĩa là thể hiện cái ý tưởng hay cái suy nghĩ của các bạn trong cái thời điểm mà các bạn mở Facebook ra, có cái chuyện gì các bạn muốn chia sẻ. Thì những câu chuyện này cũng tương tự như vậy.
nhưng mà do của một nhà văn viết cho nên nó có ý nghĩa sâu sắc hơn. Và ở đây khi mà chúng ta học những cái bài này thì chúng ta học được rất nhiều từ mới như vừa rồi, đúng không ạ? Thế và bằng cái cách đó thì chúng ta bổ sung kiến thức ngữ âm, ngữ pháp cũng như là từ vựng, rồi là tập hợp từ mới cho mình. Để hoàn thành được bài này, bây giờ thầy giáo sẽ là đọc lại một lần nữa cho các em nghe. Sau đó thì các em cần đọc nhiều lần, như thầy giáo thường nói là gì? 10 lần, 20 lần, 30 lần, cho đến khi nào các em cảm thấy là môi đã trơn và lưỡi đã dẻo khi chúng ta đọc cái bài này, thì có nghĩa là chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như các em chưa làm được việc đó thì các em chưa nên tiếp tục học sang bài khác, mà các em phải hoàn thành bài này rồi sau đó mới học sang bài khác. Bây giờ các em nghe thầy giáo đọc lại một lần. Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала краться, как будто почувствовала перед собой дичь. Я посмотрел вперед и увидел маленькую птичку. Это был совсем молодой воробей. Вернее, воробышек. Вечер сильно качал березы, аллеи, и птенец упал из гнезда. Он еще не умел летать и теперь сидел неподвижный и беспомощный. Моя собака медленно приближалась к воробышку, но вдруг сверху, с дерева, камнем упал перед собакой черногрудный большой воробей. Весь взъерошенный, он с отчаянным писком прыгнул два раза вперед навстречу огромной собаке. Он хотел спасти, заслонить собой своего маленького птенца. Все его тело дрожало от страха. Голосок окреп. Каким огромным чудовищем должна была казаться ему собака. Но он жертвовал собой. Он не смог сидеть на своей высокой безопасной ветке. Какая-то непонятная сила заставила его броситься вниз. Моя собака остановилась. Наверное, и она почувствовала эту силу. Я позвал собаку и ушел, благоговея. Да не смейтесь, я благоговел перед этой маленькой героической птицей. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong một bài học. Bài này đối với các em mới học tiếng Nga có thể là hơi khó một chút, nhưng các em theo dõi thấy rằng chúng ta hiện nay đã học đến bài số 13 trong số tuyển tập các bài tập đọc. Tuyển tập này có 50 bài, cho nên là nếu như mỗi ngày các em học cùng với thầy giáo một bài hoặc là 2 ngày một bài thì sau 50 bài chắc chắn các em sẽ có một số lượng từ vựng kiến thức cũng như là ngữ pháp, cũng như là về phần ngữ âm hoặc là về phần phong cách nói tiếng Nga, rồi là những cái hiện tượng khó hiểu ở trong tiếng Nga, là các em sẽ có thể có một cái vốn khá lớn. Cho nên thầy giáo khuyên các em là nên thường xuyên học những bài tập đọc này cùng với thầy giáo, học kỹ để chúng ta có được cái kiến thức tốt về bộ môn tiếng Nga. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một chút về những câu hỏi. Vấn đề quan trọng là đặt câu hỏi ở trong tiếng Nga rất quan trọng. Nó tạo cho các em một cái thói quen và một cái kỹ năng là có thể đặt câu hỏi ở trong giao tiếp. Cho nên các em sẽ cố gắng học thuộc những câu hỏi có ở trong bài, thầy giáo sẽ giúp các em dịch. Откуда возвращался after собакой? Hai chữ sờ liền nhau, chúng ta đọc thành một chữ sờ. After собакой. Откуда возвращался after собакой? Tác giả cùng với con chó là từ đâu về? Почему собака изменила свое поведение? Chúng ta có từ mới поведение là cái thái độ, thái độ. Hoặc là cái hành vi, bởi vì đây là hành vi hoặc thái độ. Tại sao con chó nó thay đổi cái hành vi của mình? Как на аллее сада оказался воробышек? Có con chim sẻ nhỏ này, tại sao con chim sẻ nhỏ này xuất hiện ở trên cái con đường
ở trong vườn này như thế nào. Что заставило воробья, tức là воробья, bằng cách nào, cái gì đã bắt bắt ép hay là bắt buộc con chim sẻ броситься с дерева вниз, cái gì đã bắt buộc con chim sẻ lao mình từ trên cây xuống. Воробья, chúng ta nhìn thấy cái từ воробья xuất phát từ từ воробей, là cách một. Cái từ воробья này biến đổi khá đặc biệt. Chúng ta sử dụng trang udarieniru.ru để tra cái từ này. Chúng ta gõ cái từ воробей vào để tìm kiếm và chúng ta sẽ có số nhiều và là воробей. Cách hai số ít là воробья và cách bốn số ít cũng là воробья. Cách ba là воробью. Các em thấy nó hơi đặc biệt đúng không ạ? Cách năm là воробьём. Ví dụ tôi cùng với con chim sẻ, я с воробьём, tôi cùng với con chim sẻ. Và cách 6 là о воробье. Я говорю о воробье, tôi nói chuyện về con chim sẻ chẳng hạn, vân vân. Đó. Thế và sang cách 2 số nhiều, sang số nhiều nữa còn đặc biệt hơn. Cách 2 số nhiều sẽ là воробьёб. Cách 3 số nhiều là воробьям. Và cách 4 là воробьёб, cách 5 là воробьями và cách 6 là воробьях. Рассказ о воробьях, câu chuyện về những con chim sẻ, ví dụ thế chẳng hạn, đúng không ạ? Đó. Thế cho nên là các em cần những cái từ khó là các em cần phải tra ngay ở trong cái trang udarieniru.ru để hiểu được cái ý nghĩa và cách sử dụng. Почему собака охотника? Охотник, chúng ta có từ охотник. Охотник có nghĩa là người đi săn. Chính tác giả hay là nhà văn Turgenev là người đi săn, gọi là охотник. Почему собака охотника остановилась перед воробьем? Tại sao con chó của người đi săn lại dừng lại trước con chim sẻ? Что подумал автор о случившемся? Động từ случиться là xảy ra. Thế và cái dạng này nó gọi là cái dạng tính động từ. Lúc nãy thì chúng ta đã gặp gọi là trạng động từ, đúng không ạ? Trạng động từ có nghĩa là trạng từ cấu tạo từ động từ để thể hiện trạng thái của hành động. Thế còn đây là tính động từ. Tại sao gọi tính động từ? Tính động từ có nghĩa là tính từ được cấu tạo từ động từ. Và cái dạng thức này cũng là một dạng thức rất phổ biến ở trong tiếng Nga, là cực kỳ phổ biến luôn. Và cái dạng thức này các em có thể biết cách cấu tạo và học về chúng nếu như các em học quyển 3, quyển 3 giáo trình đường đến nước Nga. Vậy thì ở đây động từ случиться và khi cấu tạo sang thành tính động từ có chúng ta có dạng thức là случившийся và dùng ở cách 6 sẽ là о случившемся, có nghĩa là về cái việc đã xảy ra, về cái việc đã xảy ра. Что подумал автор о случившемся, có nghĩa là tác giả đã nghĩ gì về cái việc đã xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì đây là những câu hỏi thầy giáo chỉ yêu cầu các em là gì? Là đọc kỹ và học thuộc các câu hỏi, không yêu cầu các em trả lời. Nếu như các em thích trả lời thì tự tìm trong này và trả lời, đúng không ạ? Bởi vì sao? Là thầy giáo thường nói là gì? Để học tốt môn tiếng Nga, đối với những em mà học chính khóa thì các em cần phải trả lời làm đầy đủ bài tập. Thế còn những em mà tự học tiếng Nga để chúng ta có thể nói được tiếng Nga, các em chỉ cần đọc bài này nhiều lần, 20 lần, 30 lần. Sau đó thì các em có thể kể lại bằng lời của mình, đã là các em rất đạt yêu cầu rồi. Nhớ như vậy nhé. Đó, bài của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các em đã theo dõi bài và chúc các em luôn luôn có một sự kiên trì để chúng ta có thể học hàng ngày với bộ môn tiếng Nga của thầy giáo. Là nếu như lúc nào các em cảm thấy chán nản thì các em hãy nhớ lại thầy giáo sẽ truyền cảm hứng cho các em. Thầy giáo tự học tiếng Nga từ năm lên 9 tuổi và cho đến bây giờ vẫn rất là yêu thích bộ môn tiếng Nga và truyền đạt lại các kinh nghiệm kiến thức cho các em, cho các thế hệ trẻ để cho các em có thể biết được và nói được bằng tiếng Nga. Nhớ như thế nhé, đó là sự cảm hứng rất lớn và các em sẽ cố gắng theo nhé. Lúc nào buồn chán thì hãy dở tiếng Nga ra học. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.